Lựa chọn một cái cấu hình khoảng hơn 8 triệu sao cho phù hợp. Thì đây có thể là một gợi ý cho anh em nhé. Đầu tiên là main X79 này. Tiếp theo là Cebu Xeon E3 2689, 6 lõi 12 luồng, tốc độ 2.6, một thanh RAM 16 GB, một cái tỏa nhiệt T400i cho nó mát mẻ, cộng thêm một chiếc nguồn 600W đủ để cho chúng ta cân Cebu và cân Vega. Đây, một ổ SSD 240, để một ổ thôi nhá, không phải chia chiếc gì cả. Một card GTX 750 Ti. Với cấu hình này, theo cái gì mình tham khảo trên mạng, nó có thể cân cho các bạn 10 app vào năm. Chúng ta vẫn có thể lên RAM và lên Cebu, nhưng đây là một cấu hình phù hợp, cộng thêm với một cái vỏ cây rộng và có fan led nữa. Đây nhá, sắp vào hoàn thiện. Bây giờ chúng ta sẽ cấm em nó lên hình xem màu mè led niếc ra sao. Cái vỏ cây này hơn 500 các bạn nhé. Đây, hoàn thiện các bạn. Màu mè cũng thường thường thôi, thường thường như cân đường hộp sữa thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại cấu hình này. E5 2689, 8 lõi 16 luồng, tốc độ là 2.6, RAM là 16 GB và Vega là GTX 750 Ti. Đây nha các bạn, toàn bộ bộ cây hơn 8 triệu chúng ta đây, một cái nguồn 600W sau khi đã ráp thành đây. Tân tật đây, GTX 750 Ti, RAM 16. Còn bây giờ là cái trải nghiệm game nhá. Cái này nó chạy nhiều lốc, vì vậy đây chỉ là cái trải nghiệm tạm thời của các bạn với game PUBG đấy nhá. Đây các bạn, GTX 750 Ti không để kéo mắc PUBG nhé. Mình sẽ show cấu hình cho các bạn xem. Theo giang hồ đồn đại thì nó có thể chạy được khoảng 10 app của volume truyền kỳ. Còn mình thì không chuyên chơi game, vì vậy là cần các bạn trải nghiệm nhé. Chúng ta vẫn có thể nâng cấp về vấn đề RAM, thêm một thanh RAM 16 GB tạo thành 32 GB. Nó sẽ tối ưu hóa hơn cho các bạn rất nhiều các bạn nhé.